Mới bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho em cái cách mà em đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân nhé. Đầu tiên Vâng. là em phải tải cái phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 3.3.2 là phần mềm mới nhất. Em về em cài đặt xong. Sau đó thì em sẽ điền đầy đủ thông tin ở cái hỗ trợ kê khai đó. Sau đó thì em viết xuất ra XML, em nộp qua trang thuế thu nhập online. Sau đấy thì em sẽ in một bản cứng lên trên thuế. Em nộp ở bộ phận một cửa. Bây giờ đầu tiên là em sẽ đi em tải nhá. Vâng. Đây trang là thu nhập cá nhân online này. Trang chủ, đây là trang chủ nhá. Trang chủ em sẽ vào đây để tải. Đây tài liệu đây, đăng tải phần mềm ở đây cũng được này, thích vào đây thì 3.3.2 em tải ở đây nhá, Vâng. dành cho doanh nghiệp em tải đây cài đặt đã, nhấn vào tải về download này. Đấy, đợi tải về xong thì em sẽ mở nên em cài đặt bình thường thôi. Rồi sau đó thì em nhấn vào cái mẫu mũi tên này, em nhấn show in folder, em mở lên, em kích chuột vào, một là em có thể giải nén, hai là em có thể kích chuột vào, em kích vào em cài đặt luôn nhá, Vâng. em cứ next thôi. Đợi nó một tí, nó chạy chắc là tùy từng máy thì sẽ chạy nhanh hay chậm. Sau khi mà báo cài hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 3.3.2 thành công rồi, em nhấn close vào. Giờ em giấu này xuống, em sẽ mở cho chị xem biểu tượng đây nhá. Hỗ trợ quyết Vâng. toán thuế thu nhập cá nhân em mở lên. Một số máy thì nó hay bị lỗi framework, nếu mà thiếu framework thì em sẽ tải framework về cài đặt thì mới mở được, nhưng mà đây của em thì đã mở được luôn. Sau khi mở lên được lên luôn thì em sẽ vào cái phần là đăng ký thuế qua cơ quan chi trả. Ở tại đây thì em sẽ điền đầy đủ thông tin của công ty. Em điền cho chị nhá, mã số thuế công ty này. Tên này chính là tên công ty nhá. Còn cơ quan cấp cục này, cơ quan quản lý này, em chọn nhá. Chọn Vâng. của mình là ở tỉnh nào và chi cục nào quản lý này. Số hiệu tệp thì sẽ là để cho tự động, vì công ty của em mới thành lập nên chưa đăng ký mã số thuế cá nhân bao giờ, nên là mặc định là một thì em vẫn cứ để một. Còn nếu như trong trường hợp mà công ty của em đã có nhiều lần đăng ký rồi thì em sẽ phải lên cái trang thu nhập online em kiểm tra xem là đến tệp mấy để em điền cái số tệp tiếp theo. Còn nếu như mà bị trùng thì khi gửi đi sẽ không gửi được. Ngày tạo tệp hôm nay mùng 1 tháng 8 2019 thì em cứ để nghiêng. Còn số lượng người này thì tẹo nữa, em nếu mà em thêm người thì em nhấn F5 thêm dòng, F6 xóa dòng. Thì có bao nhiêu dòng thì số lượng người sẽ tự tính cho em. Còn bây giờ sau khi mà em điền đầy đủ thông tin thì em sẽ điền cho chị, thứ nhất là mã số thuế thì mình đang đi cần tị cần cần đăng ký mã số thuế nên là em bỏ qua cái cột mã số thuế. Họ tên thì họ tên theo chứng minh thư này, ngày sinh, giới tính, quốc tịch này. Nếu mà em chọn chứng minh thư thì em đánh số chứng minh thư ở đây và ngày cấp, nơi cấp nhé. Còn nếu như Vâng. trong trường hợp người nước ngoài hoặc người Việt Nam mà có số hộ chiếu, căn cứ số hộ chiếu thì em điền số hộ chiếu, cũng như ngày cấp, nơi cấp ở đây và địa chỉ đăng ký ở đây, thì em có địa chỉ theo hộ khẩu và địa chỉ cư trú. Hộ khẩu thì thường em lấy trên chứng minh thư là theo cái hộ khẩu ở chỗ đằng sau luôn đấy, hoặc là địa chỉ cư trú. Địa chỉ cư trú là địa chỉ ở hiện tại bây giờ nhá. Sau đó em đánh ngày đăng ký ở đây là ngày mùng 1 tháng 8 năm 2019. Còn điện thoại và email thì hai cái cột này không bắt buộc. Đấy. Bây giờ em điền luôn thông tin cho chị xong chị kiểm tra rồi chị sẽ hướng dẫn em nộp nhé. Vâng. Ok. Cái chỗ số nhà này em để trống cũng được không? Tại vì là không không biết Đây nhá, phone chính xác. em ghi dữ liệu lại nó sẽ thông báo này.
lưu dữ liệu lại đấy, em thấy không, số nhà đường phố thì em vẫn phải lấy ở một cái thôn xóm nào đấy trong cái phần xã đấy, không là em sẽ không ghi được, chỗ nào mà bị thiếu thì nó sẽ báo đỏ, em thấy không, em phải thêm vào nhá, thêm luôn cho chị vào. Bây giờ em nhấn ghi lại này, ghi lại dữ liệu được chưa, thông tin vẫn kê khai sai này, có thể là cái ngày ấy. Đây Nó vẫn mất đấy, ở địa đây. chỉ, địa chỉ cư trú kia là hộ khẩu, còn đây cư trú em vẫn phải có được chưa, em điền lại Rồi ạ. được. Em sau khi mà dữ liệu đã được lưu rồi nhá thì em nhấn kiểm tra này, tính hợp lệ rồi nhá, em sẽ xuất tờ khai ra, kết xuất hồ sơ ra, em XML em chọn em lưu ở đâu nhá, em lưu ở desktop cho chị được chưa, lưu desktop này. Sau đó thì bây giờ em sẽ vào trong cái trang này nhá, trang thuế thu nhập online ấy, thu nhập online này, thu nhập cá nhân online đấy. Sau đó thì em sẽ điền vào trang này, em vào phần cho chị là đăng ký thuế nhá, đăng ký thuế của em là tổ chức chi trả này, thứ nhất là em điền mã số thuế, ngày cấp, cơ quan cấp, cục cấp tỉnh, cấp quản lý vào đây. Em có nhớ ngày cấp không? Nếu mà em không nhớ ngày cấp thì em có thể lên mạng em tra ngày cấp hoặc em xem ở giấy phép đăng ký kinh doanh. Vâng. Cách em tra ở trong giấy phép đăng ký kinh doanh thì em có thể tra như sau. Đây vào tra kẻ cứu mã số thuế này. Em đánh doanh nghiệp này. Em đánh mã số thuế của em đây. Xong em đánh cái hình ảnh bên dưới ấy. 9L80E là hoa hoa 80E. Sau em nhấn tìm kiếm nhá, em nhìn này, của em thành lập 27 tháng 2 năm 2019, em có thể vào đây, vào trang thu nhập online này, em vào đăng ký thuế nhá, em vào tổ chức chi trả này, em đánh mã số thuế của em vào đây, ngày cấp mã số thuế chính là cái ngày em vừa tra cứu được ấy, là ngày cấp mã số thuế. Rồi em Rồi. chọn cơ quan cấp tỉnh, rồi em chọn cơ quan quản lý chi cục, rồi em điền điền xác nhận thông tin vào đây. Rồi em nhấn đăng nhập đi. Bây giờ như thế này nhá. Em sẽ chọn file ở đây. Chọn file chính là cái file mà chị em mình vừa lưu ở desktop ấy. Vâng. Đây này, nó có cái TH này là Thanh Hóa, mã số thuế này lần 01 là 001 này, em nhấn open đây. Được chưa? Là sau đó thì em sẽ điền tên người gửi, địa chỉ liên lạc, điện thoại, địa chỉ email của em vào đây để Điền của em hay điền của công ty chị? Công điền của ty chứ. em đi, điền của em đi để em theo dõi cho dễ. Sau khi mà em điền xong thì em chỉ cần nhấn gửi file là xong. Rồi, sau khi mà em nhấn gửi file thành công nhá thì em có thể vào đây tra cứu. Em nhấn tra cứu đây. Không, máy của em bị đơ à? Em thấy không? Em đã có tên tệp dữ liệu, ngày gửi file, tên người gửi, địa chỉ, điện thoại này, số người này, trạng thái chưa phê duyệt. Thế thì sau sau khi mà em đã gửi xong rồi thì em cần phải in nhá. In tờ khai. Vâng. Em in cho chị cái tờ khai, tệp tờ khai đăng ký thu nhập cá nhân, in cái tờ này, em nhấn xem trước này, in sau đó thì mang ký đóng dấu, xếp ký đóng dấu nhá, kết xếp Vâng. ký đóng dấu xong rồi mang lên chi cục, mang lên một cửa để nộp nhá. Vâng.
Cái này em nhấn in thôi. Thực ra cái 05 đăng ký tổng cục thuế này này thì cái này mình chỉ lưu ở công ty thôi chứ không phải mang lên trên thuế đâu. Mà em mang lên trên thuế chính là mang cái bảng cái file này này, in tờ khai này, em in cái tệp này, đăng ký này, thuế thu nhập lưu tại cơ quan chi trả, nhưng mà thực ra là cái tệp này mới là cái tệp nộp này nhá. Tệp này mới là tệp nộp. Em in ra làm hai bản xếp ký đóng dấu xong mang lên một cửa. Sau đó thì đợi mấy ngày sau ấy thì tùy từng chi cục, sau đó thì em vào tra cứu, nếu mà tra cứu thì ở đây sẽ có kết quả và em sẽ tải được nhá, trạng thái là đã có kết quả và em tải kết quả ở đây nhá. Ok chưa?